Cộng đồng mạng Trung Quốc sững sờ khi tin Quang Linh giúp bản làng châu Phi vỡ òa sung sướng lần đầu tiên có điện sau 80 năm trong bóng tối. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Vang danh nước tiếng với những cuộc cách mạng thiện nguyện đầy nhân văn ở vùng đất châu Phi, nhưng có thể là bạn chưa biết, chính Quang Linh Vlog là người Việt đầu tiên thắp sáng cho con đường làng ở Angola nghèo đói và lạc hậu. Điện, nó như một ước mơ nhỏ nhoi xa xỉ mà ngỡ như là những con người ấy chưa bao giờ dám nghĩ là có thể chạm tới. Giờ đây thì đã thành sự thật 100%. Khoảnh khắc có điện, khi mà cả bản làng hân hoan như là ong vỡ tổ mà 100 năm mới có tại bản làng này, mới đây đã được các bạn khán giả Trung Quốc chú ý và đăng tải lên trên nền tảng easyworld.com. Ôi, phải nói là chiếc video này đã khiến mình ngẩn ngơ trong vui sướng nhưng mà cũng lắc đầu ngán ngẩm vì quá là phẫn nộ các bạn ạ. Và tại sao mình lại nói như vậy thì hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Mới đây, một trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc là easyway.com bất ngờ đăng tải clip của Quang Linh Vlog khi mà anh đang thực hiện dự án thắp sáng đèn đường cho người dân châu Phi. Ai cũng biết là Quang Linh Vlog là chàng trai người Việt có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như là mua quần áo, lương thực tặng cho người dân bản địa. Anh chàng được dân mạng Việt Nam và thế giới ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên thì điều đáng nói là clip trên mạng xã hội Trung Quốc lại đặt tiêu đề rằng khi người châu Phi lần đầu tiên nhìn thấy đèn, họ rất phấn khích như những đứa trẻ và ngấm ngầm tự nhận clip của Quang Linh là của nước mình để tăng thêm phần uy tín. Clip này còn bị tắt tiếng gốc và chèn thoại nhạc nhờ là phụ đề của tiếng Trung Quốc cơ. Chính dân mạng nước này cũng bị đánh lừa và để lại bình luận như sau. Chỉ chúng ta mới có thể mang lại nền văn minh và tiến bộ cho châu Phi. Như Mao Chủ tịch đã nói, hãy phục vụ nhân dân, làm tốt lắm cậu bé ạ. Biết là châu Phi lạc hậu, nhưng không ngờ nó lạc hậu đến mức không biết bóng đèn là gì. Cảm ơn người Trung Quốc. Người Trung Quốc chúng tôi giúp họ, nhưng họ cảm ơn Chúa, không công bằng. Được biết, clip được đăng tải vào hôm 16 tháng 12 năm 2021 và hiện có 73.000 lượt xem và hơn 600 bình luận. Ngay sau khi clip được đăng tải đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ cực lớn bởi đa số đều biết đến team Quang Linh Vlog đến từ Việt Nam. Bên cạnh sự mù quáng của một số netizen Trung Quốc thì số khác tỏ ra tỉnh táo hơn và cho rằng người trong clip mặc áo cờ đỏ sao vàng chứ không phải là quốc kỳ của Trung Quốc. Thật nực cười, cho dù là các bạn có chỉnh sửa thế nào thì vẫn không thể thay đổi được việc Quang Linh Vlog là người Việt Nam. Năm 1982, quê hương chúng tôi chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn điện, lúc đó chúng tôi đã nhảy cẫng lên vì phấn khích. Tương tự như chúng ta trong những năm 1980, nghèo nhưng mọi người sống hạnh phúc, bây giờ thì ngược lại. Lòng tốt không có biên giới, chúc phúc cho tất cả các bạn Việt Nam. Người Trung Quốc dường như là họ cũng sững sờ trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người dân Angola. Họ phải kính cẩn nghiêng mình, cúi đầu nể phục trước lòng nhân ái và rộng lượng của chàng trai trẻ Việt Nam, đó chính là Quang Linh Vlog. Nhìn những người dân thật thà chất phác, lũ trẻ hồn nhiên, tất cả đều vui mừng nhảy múa mà cảm thấy ấm áp vô cùng các bạn ạ. Rồi tất cả các bản làng khác cũng được các em thắp sáng nữa. Những hình ảnh này làm sống lại niềm vui con trẻ khi điện mới về. Ngày xưa Việt Nam mình cũng khó khăn như vậy. Cái cảm giác mà có điện vẫn là một ký ức hạnh phúc mãi không phai trong lòng những thế hệ 8X các bạn ạ. Nhìn thì nhớ cảnh hồi bé, cả xóm mất điện, xong rồi cùng với lũ bạn ua nhau chạy thi chơi trốn tìm, đánh bài này, còn mấy bác lớn tuổi thì ngồi nói chuyện. Rồi đến khi có điện ấy thì một nhà biết là hô lên, có điện rồi. Cái cảm giác đó nó vui thực sự các bạn ơi. Nhớ lắm, đến bây giờ mà lâu lâu lại mất điện. Với nhiều bạn, cái cảm giác đó lại rầm ran chạy khắp người khi mà nhìn thấy sự vui sướng của người dân châu Phi đúng không nào? Các bạn thấy đấy, dân tộc Việt Nam chỉ mang đến cho đồng loại trên thế gian này sự sống, bình an và hạnh phúc thôi. Còn thế lực nào chống lại điều này thì lịch sử đã khẳng định. Mọi lời nhận vơ hay là dối trá, bây giờ chỉ toàn là lời nói vô nghĩa mà thôi. Giờ thì cùng với mình quay ngược thời gian, tìm hiểu về hành trình bắt điện thắp sáng đường làng tại châu Phi của chàng trai Quang Linh các bạn nhé. Sống ở Angola một thời gian nên là Quang Linh thấm thía được việc mất điện tại đây sẽ khắc nghiệt như thế nào. Trời rất là nóng và không có quạt, cũng chẳng có mấy là gió. Nơi thị trấn anh ở được nhà nước cấp cho máy phát điện lớn để dùng, nhưng lúc có điện lúc không. Ở bản làng thì chưa có đèn đường, việc di chuyển khi trời tối rất là nguy hiểm. Thế nên nam YouTuber quyết định mang ánh sáng về cho vùng quê nghèo này. Còn tiện thể lắp cho mỗi nhà một bóng đèn sử dụng bằng năng lượng mặt trời thay cho máy phát điện. Anh hy vọng rằng những người dân ở đây sẽ có cuộc sống tốt hơn, có điện thì mới có động lực làm ăn kinh tế và phát triển như ở bên ngoài thị trấn. Kể từ lúc bắt tay vào làm, những người bản địa vô cùng háo hức và hỗ trợ nhóm của Quang Linh đào đường chôn dây điện. Công việc mất 2 ngày và đến tối mới hoàn thành. Khi chuẩn bị thắp sáng bản làng thì già trẻ, lớn bé tập trung đều tụ rất là đông đúc.
Họ háo hức đón chờ ánh đèn đầu tiên rọi vùng quê của mình và điều mong mỏi đã thành hiện thực. Tất cả mọi người vô cùng xúc động, hô hào vui mừng và hạnh phúc. Đối với những người dân nơi đây, đó là việc làm vô cùng ý nghĩa mà Quang Linh đã giúp đỡ họ. Còn với bản thân anh thì cho rằng mình chỉ làm những điều bé nhỏ với mong muốn là người dân bớt nghèo bớt khổ mà thôi. Tuy nhiên, mỗi lần xem lại khoảnh khắc này, anh đều cảm thấy xúc động lâng lâng khó tả. Từ cái lúc mà trong nhà ban ngày còn tối om cho đến lúc mà ngoài đường ban đêm vẫn sáng trưng. Đây đúng là món quà vô cùng quý giá mà Linh đã trao cho người dân nơi đây. Xem mà thấy tuyệt vời quá đi mất các bạn ơi. Những ánh đèn đường này trông giống như là những tia sáng ở cuối đường hầm vậy. Những tia sáng của niềm tin và hy vọng. Từ nay, mọi người đã được sống một cuộc sống ổn định hơn, văn minh và tươi sáng hơn rất nhiều. Hơn tất cả, những chàng trai ấy thực sự đã dốc sức vì sự phát triển của bản làng nghèo châu Phi. Họ thực sự mong sẽ giúp được người dân nơi đây thoát khỏi cảnh đói nghèo, không còn chỉ chờ vào mẹ thiên nhiên hay là sự cứu trợ của chính phủ hay là các đoàn thiện nguyện nữa. Tim Quang Linh không cho họ con cá mà làm cho họ chiếc cần câu, để từ những kiến thức nông nghiệp thuần Việt, từ nguồn điện thắp sáng bản làng và mô hình vườn ao chuồng sẽ phát huy giá trị, giúp người dân châu Phi tự tay làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đó là điều mà thậm chí tỷ phú Bill Gates hay là nhiều tổ chức từ thiện tỷ đô trên thế giới không thể làm được. Mình lại chợt nghĩ đến là biết đâu 50 năm nữa, sau khi mà bản làng này trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thì trung tâm của bản sẽ có tượng đài của Quang Linh thì sao? Người đầu tiên mang văn minh đến với bản. Từ thời khắc này cho đến mãi về sau, những người có mặt ở đây sẽ truyền lại cho con cháu họ. Đã có một chàng trai đến từ Việt Nam xa xôi, tuy nhỏ nhắn nhưng làm được bao nhiêu là điều phi thường cho mọi người ở đây. Anh em trong team đã mang những điều kỳ diệu nhất đến với người dân nghèo châu Phi. Thời khắc bóng đèn điện có lẽ là sẽ là thời khắc lịch sử, bước ngoặt lớn đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người dân nơi đây. Ánh sáng đèn điện là cuộc cách mạng lớn mang đến nhiều điều thay đổi tích cực cho cuộc sống của người dân. Tuyệt vời, quá tuyệt vời, cảm ơn em rất nhiều Linh. Em đã cùng anh em trong team châu Phi xứng đáng là những người truyền cảm hứng cho hàng triệu con người. Mỗi lần xem vlog của team châu Phi là thấy được sự lan tỏa nhiều quá các bạn ạ. Chúng ta ở Việt Nam thấy được cuộc sống của các em còn nhiều khó khăn. Chỉ mong là các anh có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa ở châu Phi. Cảm ơn vì sự lan tỏa để mọi người có thể biết đến Việt Nam, đưa Việt Nam đi khắp nơi. Ở Việt Nam, các anh có thể là một người nhỏ bé, nhưng đến đây các anh là những người thật vĩ đại. Xem video mà cứ bất giác nở nụ cười theo Linh thôi các bạn ơi. Một chàng trai có nụ cười chân chất, hiền lành, tỏa nắng. Giữa cuộc sống xô bồ và đầy toan tính này, xem những video ý nghĩa mà thấm đẫm tình người như vậy, thấy lòng mình bình yên đến lạ các bạn ạ. Xin chúc Linh cũng như là team có thật nhiều sức khỏe để viết tiếp những ước mơ, hoài bão dang dở trên đất khách quê người. Mong rằng khi châu Phi khởi sắc, các bạn sẽ không quên công lao của những chàng trai thay mặt cho nhân dân Việt Nam đã tiên phong tới châu Phi làm những việc có ý nghĩa. Cũng xin cảm ơn các cư dân mạng Trung Quốc đã quan tâm chú ý và khen ngợi người Việt chúng tôi, bởi đó là bản chất nhân ái của trái tim người Việt Nam bao đời, luôn yêu thương mà không cần nhận lại, đặc biệt là không bao giờ nhận với những thứ không phải của mình. Và đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi và đừng quên đồng hành bằng cách like, share và đăng ký kênh Vietnam Stronger nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.